Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi bản tin 18h30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Tôi là Đặng Mạnh, người sẽ đồng hành cùng quý vị trong thời lượng 10 phút của bản tin. Bản tin cũng đang được phát trực tuyến trên các nền tảng số, ứng dụng Hưng Yên TV Go, trang fanpage Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, website hungyentv.vn. Sáng nay, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh đã đến tặng hoa chúc mừng Hội Phụ nữ nhân dịp Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3. Trong những năm qua, các cấp hội phụ nữ trong toàn tỉnh luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, khẳng định được vai trò, vị thế, đóng góp vào các thành tựu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các cán bộ hội viên phụ nữ tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm, luôn đổi mới để các hoạt động của hội đạt hiệu quả thiết thực, đẩy mạnh việc tập hợp, vận động các tầng lớp phụ nữ tham gia học tập, thi đua, sản xuất, góp phần vào sự phát triển của các cấp hội phụ nữ nói riêng và sự phát triển chung của tỉnh. Do đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, đến thời điểm hiện tại, trên 260 hộ dân hai xã Đồng Than và Hoàn Long, huyện Yên Mỹ có đất thuộc dự án đường vành đai 4 đều đồng thuận nhất trí nhường đất cho dự án. Để nhân dân hiểu và đồng thuận nhường đất cho dự án, chính quyền hai xã Đồng Than và Hoàn Long đã thành lập các tổ công tác đến từng nhà dân tuyên truyền, vận động chủ trương xây dựng đường vành đai 4. Đến thời điểm hiện tại, 100% các hộ có đất nằm trong dự án đã được kiểm đếm và lập phương án bồi thường hỗ trợ, và dù chưa nhận tiền đền bù, song các hộ dân đã tự di rời phần mồ mả và cây trồng để bàn giao mặt bằng cho dự án. Những năm qua, huyện Văn Giang đã tập trung xây dựng và cải tạo hệ thống đường giao thông trên địa bàn huyện. Đến nay, 100% tuyến đường huyện quản lý đạt tiêu chuẩn cấp độ 4 đồng bằng. Hiện nay, huyện Văn Giang có gần 70.000 km đường giao thông. Từ năm 2019 đến nay, một số tuyến đường tỉnh đi qua địa bàn huyện Văn Giang đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh hỗ trợ kinh phí đầu tư và cải tạo. Huyện cũng đầu tư nâng cấp trên 23 km tuyến đường huyện trị giá khoảng 150 tỷ đồng. 100% tuyến đường huyện đảm bảo ô tô đi lại, thuận tiện và kết nối tới trung tâm hành chính của xã thị trấn. Tỷ lệ mặt đường được nhựa hóa hoặc bê tông xi măng đạt 100%. Đến nay, Văn Giang là huyện đầu tiên trong tỉnh Hưng Yên đạt 100% các tuyến đường chất lượng cấp 4 đồng bằng. Hiện nay, huyện Kim Động đang tích cực chỉ đạo đôn đốc các ngành, đoàn thể cùng địa phương thực hiện tuyên truyền, tổ chức lấy ý kiến góp ý sửa đổi luật đất đai, đảm bảo kế hoạch đề ra. Hiện các địa phương đã tích cực tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, lồng ghép trong các hoạt động của địa phương để người dân nắm được và tham gia, gửi ý kiến, góp ý. Trong đó tập trung góp ý vào các vấn đề liên quan như quyền và trách nhiệm của nhà nước công dân với đất đai, quy hoạch sử dụng đất, chính sách thu hồi, bồi thường tái định cư và thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, ý kiến về cơ chế chính sách tài chính, giá đất. Sau một thời gian rầm rộ ra quân giải tỏa hành lang an toàn giao thông, đến nay trên tuyến DT382 đoạn chạy qua khu vực chợ Đông Tảo, xã Đông Tảo, huyện Khoái Châu lại tái diễn cảnh họp chợ trái phép ở hai bên đường. Khu vực chợ Đông Tảo, các tiểu thương, các quầy hàng, rau củ, hoa quả, hải sản, thịt ngang nhiên mang hàng hóa ra bày bán trên lòng đường, khu vực cổng nghĩa trang Liệt Sĩ thì bịt kín lối đi. Các phương tiện vẫn rất khó khăn khi lưu thông qua đây, nguy cơ gây tai nạn giao thông. Được biết, ngày 22 tháng 2 vừa qua, Ủy ban Nhân dân xã Đông Tảo đã ra quân giải tỏa. Tuy nhiên, sau khi ra quân giải tỏa, cảnh họp chợ trái phép vẫn diễn ra do chính quyền địa phương không cử lực lượng duy trì thường xuyên, dẫn đến tình trạng này vẫn tiếp tục tái diễn. Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố Đô Huế quyết định miễn vé đối với phụ nữ khi mặc áo dài truyền thống tham quan các địa điểm thuộc quần thể di tích Cố Đô Huế trong ngày 8 tháng 3. Những năm gần đây, phong trào mặc áo dài truyền thống đang lan tỏa rộng rãi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Nhiều du khách khi đến Huế cũng mang áo dài đi tham quan, chụp hình tại các điểm du lịch. Hàng năm vào dịp 8 tháng 3, trung tâm đều có chính sách miễn vé cho nữ du khách mặc áo dài tham quan di tích, đồng thời tổ chức chỉnh trang tôn tạo cảnh quan để các chị em vào có dịp chụp ảnh. Bổ sung các chương trình biểu diễn nghệ thuật tại các điểm di tích nhằm mục đích phục vụ tốt nhất trong ngày 8 tháng 3. Vẻ đẹp của những cành đào, hòa quyện cùng cảnh sắc núi rừng tạo nên một khung cảnh nên thơ, hút hồn du khách khi đến với Y Tí, huyện Ba Sát, tỉnh Lào Cai. Đây cũng là những hình ảnh đẹp của bản tin gửi tặng chị em nhân ngày 8 tháng 3. Nằm ở độ cao trên 2.000 m so với mực nước biển, Y Tí là một xã vùng cao có khí hậu mát mẻ quanh năm nhưng lại đặc biệt khắc nghiệt vào mùa đông. Được các bạn trẻ lựa chọn là địa điểm săn tuyết, săn mây độc đáo và ngắm những vườn đào nở rộ rực rỡ khi mùa đông đã đi qua. Những năm gần đây, hàng nghìn cây đào rừng được trồng quanh các ngôi nhà ở Y Tí, A Lù, A Mú Sung theo chương trình Phục Tráng Sống Đào Vùng Cao. Sắc hồng của hoa đào Y Tí đang phủ khắp các ngôi nhà, trường học, trên đồi. khiến cho du khách mải mê ngắm nhìn, chụp ảnh hoài không chán. 2 năm trở lại đây, nhiều nông dân ở tỉnh Bình Phước đã chặt hạ những loại cây trồng truyền thống như điều, tiêu, cà phê, cao su để chuyển qua trồng sầu riêng, có thể gây phá vỡ quy hoạch, cung vượt cầu. Nhiều người từng bước cưa chặt những loại cây trồng truyền thống như điều, tiêu, cà phê, cao su để chuyển qua trồng các loại trái cây khác, đặc biệt là sầu riêng, vì đây là loại cây trồng được đánh giá mang lại giá trị kinh tế cao gấp nhiều lần so với giống cây trồng khác. Trước việc người dân đổ xô chặt hạ nhiều loại cây như cao su, điều, tiêu, cà phê để trồng sầu riêng khá rầm rộ, ngành chức năng của tỉnh Bình Phước cùng các nông hộ trồng sầu riêng đều đưa ra những khuyến cáo để tránh tình trạng hàng dội chợ, cung vượt cầu trong tương lai. Bộ Giao thông Vận tải vừa có công văn gửi các bộ ngành liên quan về việc góp ý dự thảo thông tư sửa đổi bổ sung thông tư số 16/2021 về miễn đăng kiểm lần đầu cho ô tô. Theo các chuyên gia, nếu dự thảo được thông qua, mỗi năm sẽ tiết kiệm được hàng trăm tỷ đồng. Theo công văn của Bộ Giao thông Vận tải gửi Liên Bộ về việc góp ý dự thảo thông tư sửa đổi bổ sung thông tư số 16/2021 quy định về kiểm định xe cơ giới, nếu dự thảo thông tư được thông qua, mỗi năm có thể tiết kiệm hàng trăm tỷ đồng từ chính sách miễn kiểm định lần đầu đối với xe ô tô mới. Cùng đó, người mua ô tô cũng được hưởng lợi khi không phải mất nhiều thời gian xếp hàng chờ đăng kiểm. Sau khi lấy ý kiến rộng rãi, dự kiến quy định trên sẽ được áp dụng từ ngày 1 tháng 7 năm 2013. Công an Thành phố Hồ Chí Minh phát đi cảnh báo về việc các đối tượng mạo danh lừa đảo khi gọi điện nhắn tin cho phụ huynh thông báo con bị tai nạn. Theo công an, hiện Thành phố Hồ Chí Minh xuất hiện một số đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua một số thủ đoạn, cụ thể như mạo danh là giáo viên hoặc nhân viên bệnh viện liên hệ trực tiếp với các bậc phụ huynh, báo tin về việc học sinh, người nhà bị tai nạn đang được nhập viện cấp cứu tại một số bệnh viện, yêu cầu phải chuyển tiền nhanh để đóng viện phí. Trước tình hình trên, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cảnh báo một số nội dung như người dân cần bình tĩnh liên hệ cơ quan, công ty, trường học, nơi người thân đang công tác, làm việc, học tập để kiểm tra và kiểm chứng thông tin khi bị đối tượng lừa đảo, hoặc phát hiện các đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản cần phải liên hệ ngay với cơ quan công an nơi gần nhất. Ngày 7 tháng 3, trên toàn nước Pháp, hàng triệu người đã xuống đường biểu tình phản đối dự luật cải cách hưu trí của chính phủ. Đây là một trong những cuộc biểu tình lớn nhất tại Pháp trong gần 30 năm qua. Bộ Nội vụ Pháp tối ngày 7 tháng 3 cho hay đã có tổng cộng 1,28 triệu người Pháp tham gia vào đợt xuống đường lần thứ 6 trên toàn nước Pháp nhằm biểu tình phản đối dự luật cải cách hưu trí của chính phủ Pháp. Người biểu tình phản đối các đề xuất của Tổng thống Macron về cải cách chế độ hưu trí, trong đó có đề xuất tăng tuổi người hưu từ 62 lên 64 và tăng số năm làm việc cần thiết để được hưởng lương hưu đầy đủ. Nhiều vụ đụng độ bạo lực đã xảy ra giữa người biểu tình quá khích với cảnh sát ở một số thành phố và thủ đô Paris, buộc cảnh sát phải dùng hơi cay để can thiệp. Tại thủ đô Dhaka của Bangladesh, một vụ nổ nhà cao tầng mới xảy ra khiến ít nhất 17 người thiệt mạng, hơn 100 người bị thương. Vụ nổ mạnh như động đất xảy ra chiều 7 tháng 3 tại một tòa nhà 7 tầng được sử dụng làm trung tâm thương mại và văn phòng ở thủ đô Dhaka của Bangladesh. 200 lính cứu hỏa từ 11 đơn vị chữa cháy đã được điều động đến hiện trường. Giới chức cứu hỏa cho biết vụ nổ xảy ra ở tầng hầm và 2 tầng đầu tiên của tòa nhà. Nguyên nhân vụ nổ chưa được xác định, song giới chức nghi do số hóa chất cất giữ trái phép bên trong tòa nhà. Cảnh sát tin rằng đây là một vụ tai nạn, không phải khủng bố, song cho biết sẽ điều tra khả năng này. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với giải đua xe đạp truyền thống của những người phụ nữ bản địa tại quốc gia Nam Mỹ, Bolivia. Thay vì mặc quần áo bó sát như những vận động viên đua xe đạp, người phụ nữ này lại mặc chiếc váy xòe để tham gia một cuộc đua xe đạp. Điều nghe có vẻ lạ thường, nhưng đó là sự thực đang diễn ra tại giải đua xe đạp thường niên mới đây tại thành phố Enanto, gần thủ đô La Paz của Bolivia. Cuộc đua xe đạp ở thành phố Enanto được tổ chức chỉ dành riêng cho những người phụ nữ bản địa Bolivia. Theo quy định, các vận động viên tham gia là phụ nữ mặc váy xòe truyền thống Bolera của các cộng đồng bản địa sống trong các vùng nông thôn. Cuộc đua xe đạp năm nay ở Enanto còn là một trong những hoạt động nhằm kỷ niệm 38 năm thành lập thành phố lớn thứ hai này của Bolivia. Tại Mỹ, tên lửa đầu tiên trên thế giới được in 3D dự kiến sẽ phóng vào không gian trong ngày 8 tháng 3 theo giờ địa phương từ bệ phóng ở Florida. Công ty phát triển tên lửa Relativity Space cho biết tên lửa Terran-1 có chiều cao 33,5 m và rộng 2,28 m. Đây là tên lửa in 3D lớn nhất từng thử bay vào quỹ đạo. Khoảng 95% các bộ phận của tên lửa được in 3D, Chiến lược sản xuất này đã giúp Relativity Space chế tạo tên lửa với số bộ phận ít bằng 1/100 so với các đối thủ và cho ra tên lửa hoàn chỉnh trong vòng chưa đầy 60 ngày. Saran-1 sẽ không mang theo bất kỳ trọng tải nào trong chuyến bay đầu tiên, nhưng cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA đã ký hợp đồng với công ty để phóng một vệ tinh nhỏ bằng tên lửa trong tương lai. Những hình ảnh vừa rồi đã khép lại bản tin 18 giờ 30 hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.